Ngày 20 tháng 4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại một số trường trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có 89 học sinh lớp 5 đủ điều kiện tiêm phòng COVID-19, số còn lại không đủ điều kiện sức khỏe do có tiền sử nhiễm COVID-19, mắc các bệnh lý nền, bị ốm. Còn điểm tiêm tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Giới Viên có 56 học sinh lớp 6. Qua sàng lọc có 17 học sinh đủ điều kiện để tiêm, còn lại do nhiễm COVID-19 và một số bệnh nền. Điểm tiêm trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên có 44 học sinh lớp 6, trong đó có 20 học sinh đủ điều kiện tiêm phòng COVID-19 trong đợt này. Kiểm tra các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao tinh thần khẩn trương và công tác chuẩn bị chu đáo kịp thời của các cán bộ y tế trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như sự phối hợp giữa các nhà trường với trung tâm y tế thành phố, huyện, trạm y tế xã, phường, đảm bảo các điều kiện chuyên môn theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các điểm tiêm cần đặc biệt chú trọng đến khâu khám sàng lọc cho trẻ em, bảo đảm an toàn tiêm chủng cao nhất khi tiêm. Tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định, đúng loại vaccine COVID-19, công khai, minh bạch, danh sách đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 và đề nghị các địa phương cần quan tâm chỉ đạo huy động lực lượng chức năng, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng y tế triển khai tiêm, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả. Phấn đấu đến hết quý 2 năm 2022, toàn tỉnh sẽ tổ chức tiêm cho 117.285 trẻ trong độ tuổi, từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn tiêm chủng và đúng tiến độ, theo lượng vaccine được phân bổ của Bộ Y tế.